Tại Thanh Hóa, từ cuối tháng 8 đến nay, số ca mắc sởi tăng đột biến. Đáng lo ngại, đã có dấu hiệu của sự lây lan bệnh. Do vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi. Từ cuối tháng 9 năm 2024, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi. Vaccine sử dụng cho chiến dịch tiêm chủng đợt này là vaccine sởi rubella. Sau một tháng triển khai, đã có hơn 17.000 trẻ trên tổng số hơn 19.500 trẻ thuộc diện tiêm chủng đã được tiêm vaccine, đạt tỷ lệ hơn 86%. Một số địa phương đã vượt kế hoạch, hoàn thành chiến dịch sớm hơn kế hoạch. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi thì chúng tôi đã rà soát và tổng hợp được là 411 cháu và đã triển khai tiêm đầy đủ cho các cháu. Cái tỷ lệ mà tiêm sởi đủ mũi cho các cháu, thứ nhất là đối với trẻ từ 1 đến 5 tuổi là chúng tôi đã đạt được 100%. Còn cái số trẻ mà từ 6 đến 10 tuổi thì cũng đã rà soát và chờ khi có vaccine thì chúng tôi sẽ triển khai tiêm ngay. Hiện nay, các địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục tiêm vaccine phòng sởi cho nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ 2 mũi vaccine. Đồng thời rà soát, lập danh sách và chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi chưa được tiêm, chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc không nhớ lịch sử tiêm chủng. Chúng tôi cũng xác định cái việc lây nhiễm bệnh sởi trong trường học là rất là nguy hiểm cho các cháu. Rồi cái sự lây lan thì nhanh chóng cũng làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh. Do đó là nhà trường cũng đã phối hợp cùng với lại trạm y tế là tổ chức các công tác phòng chống dịch sởi. Ví dụ như là chúng tôi đã tuyên truyền với lại phụ huynh là tổ chức cho các con có cái sinh hoạt khoa học, ăn ngủ nghỉ, đảm bảo sức khỏe để các cháu có cái sức đề kháng tốt, không bị lây nhiễm các cái bệnh theo mùa, đặc biệt là bệnh sởi. Thì nhà trường cũng đã kết hợp với y tế để rà soát số học danh sách, lập danh sách học sinh đã được tiêm chủng và chưa tiêm chủng đủ. Sau đó thì có gửi về với lại trạm y tế để tổ chức tiêm chủng bổ sung cho các cháu. Việc tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi thì có vai trò và ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà chúng ta phủ lại cái khoảng trống miễn dịch, tăng cái tỷ lệ miễn dịch cộng đồng và từ đó thì sẽ giúp Thanh Hóa sớm khống chế và giảm các cái ca mắc bệnh sởi trong cái thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì cái việc mà tổ chức tiêm chủng vaccine thành phần sởi trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ tiếp tục được chỉ đạo cũng như là quán triệt thì sẽ giúp cho tăng cái tỷ lệ phòng bệnh sởi trong cộng đồng và từ đó thì giảm cái số ca mắc. Cùng với chiến dịch tiêm vaccine, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi, triển khai kịp thời các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh.